Kinh doanh theo mạng, còn gọi là kinh doanh MLM, là một mô hình kinh doanh mà trong đó, những cá nhân được gọi là người kinh doanh độc lập theo hợp đồng tham gia vào công ty và nhận tiền hoa hồng dựa trên số sản phẩm mà họ bán được. Ngành kinh doanh này thu hút nhiều người tham gia vì họ được tự mình làm chủ, tự quyết định giờ làm việc và phấn đấu cho sự nghiệp của riêng mình. Công việc kinh doanh theo mạng đòi hỏi sự tận tâm cao nhưng có thể đem lại lợi nhuận rất hấp dẫn. Bước 1. Tìm một công ty phù hợp. 1. Nghiên cứu các công ty. Việc lựa chọn đúng công ty là chìa khóa mở cánh cửa thành công. Một số câu hỏi mà bạn nên tự đặt ra cho mình bao gồm: công ty đó có tuổi đời bao lâu? Công ty đã có nền tảng vững chắc hay chỉ vừa thành lập? Doanh số bán hàng của công ty ra sao, tăng hay giảm? Uy tín của công ty như thế nào? 2. Tìm kiếm các thông tin về giám đốc điều hành và các lãnh đạo khác của công ty. Ghi nhớ những yếu tố tương tự khi tìm hiểu về các lãnh đạo trong công ty. Họ có uy tín và tuân thủ luật pháp không? 3. Cân nhắc về sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty cung cấp. Bạn sẽ chịu trách nhiệm quảng cáo và bán các sản phẩm của công ty. Do đó bạn cần đảm bảo sản phẩm đó phải đáng tin cậy. Khi xem xét một sản phẩm, bạn nên ghi nhớ những điều sau. Sản phẩm đó có an toàn không? Những lời tuyên bố của công ty có được đảm bảo bởi những nghiên cứu chính thức không? Liệu tôi có sử dụng sản phẩm này không? Giá của sản phẩm có hợp lý không? 4. Đặt câu hỏi với người tuyển dụng. Khi tìm được công ty mình thích, thông thường bạn sẽ gặp một người tuyển dụng hoặc một người đại diện, đặt những câu hỏi thẳng thắn và cụ thể. Nếu cảm thấy câu trả lời quá mơ hồ, bạn hãy yêu cầu được giải thích rõ. Hỏi chính xác xem công ty yêu cầu điều gì ở bạn, bạn sẽ phải bán bao nhiêu sản phẩm, bạn phải tuyển dụng bao nhiêu người, bạn có phải tham gia các chương trình huấn luyện không? 5. Đọc kỹ hợp đồng, đừng vội ký bất cứ thứ gì, dành thời gian đọc và hiểu toàn bộ bản hợp đồng. 6. Chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo, bạn nên cảnh giác với những dấu hiệu sau. Số tiền mà công ty kiếm được từ việc bán sản phẩm cho các nhà phân phối cao hơn bán ra ngoài. Lợi nhuận của công ty từ việc tuyển dụng thành viên mới lớn hơn lợi nhuận từ việc bán sản phẩm. Nếu cảm thấy có gì đó không ổn, bạn đừng ký hợp đồng. 7. Lập một kế hoạch kinh doanh. Sau khi nhắm tới một vài công ty tiềm năng, bạn hãy viết ra kế hoạch xây dựng và mở rộng kinh doanh. Lưu ý những điều sau đây khi lập kế hoạch kinh doanh. Bạn định kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ gì? Đối tượng bạn định tiếp thị là ai? Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian cho công việc này? Bạn định làm bán thời gian hay làm 7 ngày một tuần? Mục tiêu của bạn là gì? Bạn muốn làm giàu hay chỉ muốn kiếm thêm thu nhập? Suy nghĩ dài hạn, vị trí của bạn trong 5 năm tới, 10 năm tới. Chiến lược tiếp thị của bạn là gì? Bạn sẽ gọi điện cho khách hàng tiềm năng, sử dụng Internet hay đi đến từng nhà? Bạn có thể cập nhật hoặc thay đổi kế hoạch nếu cần thiết, nhưng việc có sự hướng dẫn ngay từ đầu vẫn sẽ hữu ích. Bước 2. Bắt đầu kinh doanh. 1. Chọn đúng người hướng dẫn. Trong hầu hết các mô hình kinh doanh theo mạng, người tuyển dụng bạn sẽ là người hướng dẫn của bạn, bạn sẽ cần. Người luôn sẵn sàng khi bạn cần giúp đỡ. Người mà bạn có thể hợp tác. Người thẳng thắn với bạn nếu có điều gì đó bạn cần làm tốt hơn. 2. Nghiên cứu và biết rõ về các sản phẩm mà bạn kinh doanh. Công việc của bạn là bán các sản phẩm này, do đó bạn nên dành nhiều thời gian để tìm hiểu mọi khía cạnh của sản phẩm. Bạn sẽ phải lên kế hoạch về cách thức tiếp thị sản phẩm cho các khách hàng tiềm năng, trả lời cho các thắc mắc hoặc hoài nghi của họ và sử dụng tài liệu nghiên cứu hỗ trợ cho sản phẩm của bạn. 3. Tham dự các buổi họp và huấn luyện của công ty. Điều này sẽ giúp bạn tạo những mối quan hệ mới và học được các kỹ năng mới. Bạn có thể tận dụng những điều này để chuẩn bị phát triển việc kinh doanh. 4. Phát triển số lượng khách hàng tiềm năng. Trong ngành kinh doanh theo mạng, họ chính là các khách hàng quan tâm đến sản phẩm của bạn. Bạn sẽ cần tìm các khách hàng tiềm năng mới nếu muốn tiếp tục có thu nhập. Có nhiều cách để thực hiện việc này và bạn nên sử dụng chiến lược kết hợp đa dạng để thu hút thị trường lớn nhất có thể. Mạng xã hội là một kênh ít tốn kém và dễ dàng để quảng cáo cho sản phẩm của bạn. Gọi điện cho khách hàng là một phương pháp từ xưa cũ nhưng vẫn thông dụng để tìm các khách hàng tiềm năng. Các mối quan hệ cá nhân cũng là một kênh hữu ích. 5. Theo sát tất cả các khách hàng tiềm năng. Để biến các khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự, bạn sẽ phải theo sát họ và quảng cáo sản phẩm của mình. Sẵn sàng tiếp thị sản phẩm vào bất cứ lúc nào khi tiếp xúc với khách hàng tiềm năng. Cố gắng thuyết phục khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng thực sự không chỉ một lần. Một người cho dù trước kia từng không quan tâm đến sản phẩm của bạn cũng không có nghĩa là họ sẽ không bao giờ quan tâm. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận, đừng làm quá, bằng không sẽ dễ bị mang tiếng là người quấy nhiễu và điều đó sẽ hại cho việc kinh doanh của bạn. Bước 3. Phát triển việc kinh doanh. 1. Tuyển dụng các thành viên mới. Cũng như khi bạn được tuyển dụng vào công ty, bạn sẽ phải tuyển dụng các thành viên vào nhóm của mình. Nếu muốn thành công, luôn tìm kiếm những khách hàng triển vọng mới mà bạn nghĩ sẽ trở thành thành viên đáng giá trong nhóm, một người bán hàng giỏi và một đồng đội sẵn sàng hợp tác.
2. Hướng dẫn cho những thành viên mới một cách hiệu quả. Bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu các cuộc tuyển dụng thành công. Vì vậy, bạn cần chuẩn bị huấn luyện cho họ thật tốt. Quá trình này có thể phải mất nhiều thời gian, thậm chí đến nhiều tuần. Nhưng bạn cần hiểu rằng mình đang xây dựng một đội, và việc dành đủ thời gian để đảm bảo các thành viên mới có đủ năng lực để tự kinh doanh chính là vì lợi ích của bạn. 3. Liên tục phát triển bản thân. Điều này cũng giúp bạn giữ chân họ lâu hơn. Hẳn là bạn muốn giữ được những người bán hàng tài năng trong đội để công việc kinh doanh của bạn ngày càng phát triển. 4. Tham khảo ý kiến chuyên gia về công việc kinh doanh của bạn. Đừng quên rằng bạn chịu trách nhiệm cho mọi thứ liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp, các loại thuế, luật pháp, v.v. sẽ có ích nếu bạn nhờ một người khác giúp đỡ bạn trong hành trình khởi nghiệp và phát triển công việc kinh doanh của bạn sao cho hiệu quả nhất.